Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên gọi tắt là WWF tại Việt Nam đang tổ chức chương trình tuần lễ thủy hải sản bền vững 2015 tại Crescent Mall, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm thủy hải sản sản xuất thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với người lao động. Sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên chúng tôi về phản ứng của một số người tiêu dùng tại sự kiện. Đây là gian hàng triển lãm của WWF tại sự kiện tuần lễ thủy hải sản bền vững 2015. Diện tích khiêm tốn cộng thêm sản phẩm triển lãm chủ yếu là thông điệp nên gian hàng trông có vẻ lọc thỏm giữa trung tâm thương mại Crescent Mall. Tuy nhiên, màn nhảy flash mob của các bạn tình nguyện viên đã thu hút được một số khách hàng. Vài người trong số đó đã dừng lại để tìm hiểu thế nào là thủy sản bền vững. Khi được biết thủy sản bền vững là thủy sản được đánh bắt nuôi trồng theo phương thức thân thiện với môi trường và quan tâm đầy đủ đến đời sống người lao động, nhiều người cho biết sẵn sàng ủng hộ chương trình này dù mức chi trả cho thực phẩm có thể cao hơn. Trước đây thì tôi chưa từng nghe đến cái chương trình này, nhưng mà khi đến đây thì tôi đã biết và tôi nghĩ là tôi sẽ sẵn sàng trả cao hơn giá thị trường nếu như mà tôi biết được là cái sản phẩm mà tôi sản phẩm thủy sản mà tôi mua là được tức là không dùng kháng sinh chẳng hạn, hoặc là được nuôi trồng một cách sạch sẽ. Tôi đã nghe cái chương trình này rồi. Nếu như tôi thì tôi sẽ đồng ý trả thêm một ít tiền để mà có thể là bảo vệ sức khỏe cho mình và công bằng cho những anh chị em công nhân nữa. Theo WWF tại Việt Nam hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản đang áp dụng sản xuất theo hai chứng chỉ sinh thái. Tuy nhiên, tất cả sản phẩm đạt chứng chỉ này đều phục vụ xuất khẩu. Với cuộc vận động này, WWF Việt Nam kỳ vọng tạo thành nguồn cầu trong nước, từ đó kích thích thêm nhiều doanh nghiệp thủy hải sản tham gia sản xuất theo hướng bền vững hơn.